tóm lại là chúng nó đi tìm người. Thế mà nó tìm ai? Sao lại hỏi mày? Dạ, tại vì là cháu... Dạ, tại cháu giới thiệu ạ. À, mày giới thiệu là mày quen thân đấy. Anh ơi, quen nhưng mà không thân ạ. Cái video anh cho em xem là lúc đấy xong xuôi hết rồi. Em thấy người ta tip nhiều quá. Em gọi anh ấy ra xin ít hoa hồng. Nhưng mà anh ấy không cho. Bực mình quá anh xóa số luôn. Ai ngờ lại bị phiền phức thế này. Mày không phải nói điều. Chúng mày lôi nhau ra một góc để nói chuyện. Mày giấu giếm cái ý đồ gì? Dạ. Này. Làm cái gì đấy? Xóm này không có kiểu hung hăng đấy nhá. Ôi ông mày. Anh ơi, anh định làm gì vợ tôi à? Vợ tôi nói gì sai? Đừng có mà gây gổ hành hung người ở đây. Này, chỗ này không phải là thích làm gì thì làm đâu nhá. Thế được rồi. Tóm lại là các anh đến đây tìm người. Cái Đào nó nói rồi, người các anh cần tìm ý, nó không quen, thậm chí cũng không có cả số điện thoại. Xong việc rồi, mời các anh đi cho. Nếu không ý, cơ quan chức năng họ tới bây giờ đấy. Ông không phải dọa, ông gọi đi tôi xem nào. Cảnh, gọi luôn đi em. Em gọi luôn. Đấy, gọi rồi đấy. Chưa? Đấy. Đấy. Công an đến bây giờ đấy nhá. Không phải muốn làm gì làm đâu. Đấy, quay rõ ràng hẳn hoi nhá. Chúng mày được đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Liệu mà tìm số điện thoại, mày không thoát được đâu. Dạ, vâng ạ. Em làm sao trốn được anh ạ? Các anh cứ yên tâm, em sẽ tìm số rồi cung cấp cho các anh ạ. Địa chỉ cửa hàng của em anh có rồi. Có gì mấy anh em gặp nhau ở đấy ạ. Nghe. Hiệp Kiệt, trông cái mặt sợ thế nhỉ? Đóng chặt cửa vào. Đào. Dạ. Cụ thể là câu chuyện là thế nào? Chuyện là cháu giới thiệu anh Quý đi sửa điều hòa cho người ta. Anh ấy phát hiện chúng nó chơi đồ cấm. Ủa thế à? Bất bình quá cho nên ông ấy báo công an. Bây giờ sự việc thế này cháu rối quá chẳng biết phải làm thế nào. Giải dột thế chứ đi. Thằng Quý với trẻ con đâu? Ở đâu? Dạ, đang ở nhờ nhà người quen rồi ạ. Giờ có mỗi cháu với Sóc ở nhà thôi. Thôi, việc cũng đã lỡ rồi. Giờ là lúc mọi người trong xóm trọ là phải quan tâm đến nhau. Có chuyện gì to tiếng lên một tí, gọi nhau lại để cùng mà giải quyết. Và... đúng rồi. Thôi, giải tán đi. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Có chuyện gì chỉ gọi bọn em nhá. Này, nào, có gì cần gọi ông bà nhá. Nhớ đấy. Gọi đi nhá. Vâng. Vô lý. Em học bao lâu không được? Hai chị mới một tháng mà đẹp như này á? Cái này nó nằm ở tư duy của mỗi người. Em làm nail nhưng vẫn cần phải có trí tuệ. Đúng. Không phải cứ chăm chỉ là được đâu. Không thể như thế được. Mất mấy tháng lột phạt thì mãi chẳng thay đổi. Đây á, một tháng thì đã thành công rồi. Em muốn thành công ấy, muốn thay đổi nó phải xuất phát từ trong tâm. Như chị Huyền búp bê đây này, nhờ được các anh công an bắt, thế mà tỉnh ngộ, phát hiện ra là mình sinh ra để làm nail nhưng mà dòng đời xô đẩy nên lại làm nail. Ô này ba chị ơi, bao nhiêu là việc, đứng lên giúp mọi người đi, cứ ngồi đấy mà nail mới nủng thôi. Chứ không phải tại bọn chị đâu, tại cái Thơm này, mày đặt đòi á thi đấu. Em ơi, lính mới lính cũ không quan trọng, quan trọng nó ở cái trình độ em ạ. Tóm lại ấy, là em cứ mở tiệm đi, hai chị về làm thuê, em lo tiền còn lại cứ để các chị lo. Được. Lý nhỉ? Ôi dồi ôi, các cô mới học được vài bữa mà đã định cạnh tranh với tôi đấy à? Ai dám cạnh tranh? Mỗi người một khu vực lộc ai người đấy hưởng chứ? Vâng. Sắp đâu nhỉ? Kìa. Trời ơi, em Sóc ơi. Lại. Ừ gì? Phạt 50 bây giờ. Trời, mất bưng miệng của em rồi. Nhanh lên. Nào, cho đây cô Huyền cài lại bưng miệng cho em nhá. Bây giờ Đào bố ơi. Quý nhường lại bưng miệng cho em nào. Xem đã đủ chưa? Còn thiếu gì không? Thôi chơi lại bắt tiếp đi. Em thấy là đủ rồi đấy. Có chị ở đây lo toan cho em. Em còn sợ thiếu gì nữa. Thế đủ rồi thì mời mọi người thôi nhở. Vâng ạ. Băng Mạnh ơi, ông bà Cần ơi, Hào Yên ơi, đồ đủ rồi mình ra nhập tiệc đi ạ. Mạnh đây, có mặt nhá. Ôi, trông ông Mạnh tươi tắn thế. Đúng là anh Quang nhà mình đã tìm được ý trung nhân có khác. Phấn khởi ghê.
Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới được vui như thế này. Bởi vì anh Quang đã đến độ trưởng thành, chuẩn bị lập gia đình và khả năng là có khi có cháu rồi cũng nên. Ôi trời ơi! Hay quá, chúc mừng bác nhá. Sao bác lại nói thế ạ? Anh chị bây giờ cũng lớn tuổi rồi, tìm hiểu cũng đủ lâu rồi. Chung kết luôn đi, để tôi thỏa ước nguyện. Anh Quang tính dần đi. Ở dưới quê nhá, bố mẹ Mỹ nhá, chuẩn bị làm đám cưới cho bọn em rồi. Đấy. Hay mình tổ chức chung cho vui. Được đấy. Tổ chức chung để mọi người đi luôn một thể. Đỡ phải dự tiệc hai lần. Chuẩn không anh? Được, tổ chức chung. Bố đâu? Nhưng mà phong bì riêng. Tất nhiên là phải riêng rồi anh. Đúng rồi. Này. Hôm nay là sinh nhật của Sóc. Sao lại cứ nói chuyện người lớn thế nhỉ? Cháu đây à. Sắp tới thằng Quang tổ chức đám cưới thì ông Mạnh sẽ đãi tiệc một tuần liền. Nhân dịp có cái niềm vui như thế này, tôi cũng thông báo cho cả xóm. Nhân dịp đám cưới của anh Quang với chị Khánh, tôi quyết định giảm tiền nhà cho tất cả mọi người đang sống ở đây 50%. Bây giờ như thế này ạ, cũng nhân cái dịp đó ấy, thì cũng rất mong là các bác, các cô, các chị, nếu mà ai còn bạn bè mà vẫn chăn đơn gối chiếc thì hãy giới thiệu cho bố tôi. Ôi cả nhà ơi, nhìn kìa, thằng bạn cháu bây giờ giống anh Quý phết rồi đấy. Kinh. Tự giác thay đổi đấy, không phải tao yêu cầu đâu. Anh Hào bây giờ phải là anh Quý version 2 ấy. Em chỉ mong anh cảnh nhà em được một phần như các anh thôi. Cô rồi này. Anh bây giờ ngoan mà. Các anh ấy nhá, phải học anh giải. Anh. Mấy bữa nữa cũng phải đi quà lại cho em bé đây này. Mới có mấy ngày không gặp thôi nhưng mà đủ sướng phết rồi đấy. Nghịch lắm các cô ạ, tạp mẹ suốt thôi. Thế à? Cái Trang nom khá ghê nhỉ. Anh chị nhìn cái Trang mà học tập đi nhá. Này con này, có khi cho anh Quang với chị Khánh xin tivi á nhá. Đúng. Dạ cả nhà ơi, mình đã đông đủ rồi. Bây giờ mời cả nhà lên trên này chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó thì mình nhập tiệc ạ. Cháu, tôi xin được cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã có mặt ở đây để mừng Sóc tròn 1 tuổi. Bây giờ thì nhà mình đồng khởi nhá.